Ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh ở Đà Nẵng bị quây đánh hội đồng. Ba nữ sinh trong clip còn dùng cả dép và mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân, mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin. Điều đáng nói, xung quanh lúc đó có rất nhiều người chứng kiến nhưng không một ai can ngăn. Hiện lực lượng công an Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh danh tính của các nữ sinh để điều tra làm rõ vụ việc.